Hãm báo không báo, hãng hàng không bay hay rời lái, xin vô cùng tương liên báo tin. Chuyến bay đã ký hiệu 115 châu Âu đã bị rơi khi đang quá cảnh trên vùng trời châu Phi. Hiện tại có hai hành khách người Việt Nam vẫn còn chưa được tìm thấy. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cầu Chúa Đức Phật phù hộ cho họ. Amen. Nam mô A Di Đà Phật. Làm sao bây giờ? Chờ đó đi, đi lại kỹ mày. Mày mà nói cho mình thân quá, mình mới thoát được kiếp nạn này đó mày. Thằng mày còn mát mày á Thành. Mày thấy không? Mày cứ sai đi, mày tưởng cái cuộc đời mày cho phép à? Tao nói mày đâu? Thì tao định tiết kiệm cái tiền này để tiết kiệm SCB á. Mày không thấy không? Ở đó mày ăn SCB, đi sao đi đâu, sao mày mua hãng được online, mày mua cái hãng tàu lao sụp bột đi, mày thấy cổ cực chưa? Thấy chưa? Thấy cực chưa? Tiết kiệm tiền gửi tiết kiệm SCB. Mày không thấy à? Mày đi dịch tiền của nó xin vãi. Vãi cái gì vãi? Mày tổ lô, bây giờ mày lấy cái điện thoại mày quay cờ bờ đời sờ, bây giờ đang ở đâu? Đây đây nè. Ôi thằng Linh ơi, mình mua vé máy bay đi châu Âu, bây giờ khuyến mày mình đi châu Phi. Thì chạy bay, cái hạn này 2 tiếng. Về đây. Về đây. Có gì đã? Ôi trời, sai đây rồi. Hai người đi đâu đấy? Dạ, em đi du lịch mà. Mày bị làm. Đi làm hả? May mà tao mua mới mua cái bảo hiểm mé đâu lại 2 tỷ. Giờ có chết cũng đỡ lòng. Sao mày nói tao mua với mày? Tao đâu có biết. Vậy mày nói không tao đâu. 1 phút đã hết. Nhưng mà không sao đâu. Mình có thể có được một thân. Con này nó thích mình này mày ơi. Dùng kế. Mày kế, mày nam kế, mình thóc thân cho rồi. Mày tí à? Đã lâu lắm rồi. Bộ lạc chúng ta chưa có thấy trai đâu. Thank you.
Max. Xin chúc mừng bạn trình diễn của đoàn Liên Hoan.